Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em tổng hợp và báo giá 5 dòng chép kèn 450 và một dòng kèn GVN 2408H1. Và em sẽ đi báo giá và em sẽ báo anh em nên ghép với những cái bát bao nhiêu thì hợp lý để anh em mình cùng tham khảo. Đầu tiên là chép B3. Chép B3 có cái kích thước đường kính từ là 12cm, cuộn tiếng côn 44, dòng đít nhôm. Và bản kèn B3 mới nhất thì là đã có ren xoáy như này anh em nhé, có từ cũng khá lâu, vài tháng rồi. Dòng chép kèn 450 này anh em ghép với bát 30 côn 76 đổ lại, hoặc là 65 đến 76, giá bán là 700.000 đồng một đôi, được bao ship toàn quốc. Và đến một dòng giò CF từ 120 côn 44. Dòng này là dòng mình phải dùng bích nối để chuyển thành ren xoáy. Và con này anh em cũng ghép với bát 30 cái bát 30 côn 76 đổ lại, 65 và 76, với giá bán là 800.000 đồng một đôi, được bao ship toàn quốc. Và tiếp đến một dòng giò CF từ 140 côn 44, dòng đít nhôm và ren xoáy. Con này anh em có thể ghép được với bát 40 côn 76, 30, 40, côn 76 đều được, đều rất hay. Con này có giá bán là 950 một đôi, được bao ship toàn quốc. Và tiếp đến là một dòng chép của BM đít đen anh nhá, BM đít đen từ 117 và côn 44, dòng ren xoáy. Con này có giá bán 700.000 đồng một đôi, được bao ship toàn quốc. Và đến dòng chép kèn Nelby GVL, con này côn 44 và cái từ phủ rộng nhất là 8,5cm. Dòng này cũng dùng bích nối để chuyển đổi ra phễu xoáy, có giá bán là 1.400.000 một đôi, được bao ship toàn quốc. Tiếp đến là dòng GVL 2408H1. Con này chuyên lắp cho con 6012 bản neo đấy. Con này thì tiếng sáng hay, có giá bán là 1.300.000 một đôi và được bao ship toàn quốc. Chép GVN 2408H1, nó có cái nhôm chữ GVN được đúc luôn ở trên nhôm. Ở trong clip ngày hôm nay thì anh em thấy có hai dòng dòng phải dùng bích nối là con giò CF này và con GVN Nelby. Khi anh em mua thì đều đây được em bên em tặng luôn hai cây đó, và tép kèn nếu anh em mua một đôi củ không như vừa rồi thì được tặng hai tụ và hai chở để cho anh em mình chơi ngoài. Và vừa rồi bên em có tổng hợp và báo giá 6 loại chép kèn, trong đó có 5 loại 450 và một dòng neo của 2408H1. Anh em cần tư vấn và mua sản phẩm này, hãy gọi điện trực tiếp cho em qua số máy 0904 61 2323. Và xin chào các bác và cảm ơn bác đã theo dõi video của Huấn Audio.